yêu nhau như thể tay chân. Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy. Cô ca dao ca ngợi về điều gì vậy? Để hiểu rõ hơn về tình cảm gia đình cũng như tình cảm giữa anh và em, hôm nay cô Hà mang đến cho chúng mình một câu chuyện có tên là Hai Anh Em. Nào, xin mời chúng mình hãy lắng nghe nhé. Câu chuyện Hai Anh Em. Ngày xưa có hai anh em mồ côi cha mẹ, người anh chăm chỉ lao động, còn người em lười nhác suốt ngày rong chơi. Một hôm người anh nói với em, nếu chúng mình không chịu khó làm việc thì chẳng bao lâu nữa mình sẽ đói khổ. Vì vậy ngày mai mỗi người phải đi một nơi để kiếm việc làm. Khi nào đời sống khá giả, ta sẽ quay về gặp nhau. Người em vâng lời. Sáng hôm sau, hai anh em lên đường. Đi được một quãng, người anh thấy một cánh đồng lúa đang chín rộ. Người anh liền xuống gặt giúp những người gặt và được mọi người biếu cho một ít lúa. Anh đem lúa đổi lấy gạo làm nương ăn đường. Đi một quãng nữa, anh gặp cánh đồng bông trắng xóa. Anh liền hái giúp. Hái xong, anh được tặng một ít bông. Anh đem bông đổi lấy quần áo để mặc. Đi tiếp một quãng nữa, anh gặp một cụ già tóc trắng như cước, da đỏ như quả bồ quân. Cụ già nói, ta có ruộng bí ngô khô héo, ta muốn nhờ con chăm sóc cho nó ra hoa đậu quả. Người anh nhận lời và chăm chỉ xách nước tưới cho ruộng bí ngô. Bí ngô dần dần tươi tốt trở lại, rồi ra hoa đậu quả. Một hôm, anh đang xách nước tưới cho bí ngô thì cụ già tới và nói, con đã vất vả cứu sống và chăm sóc ruộng bí ngô, để trả công con, ta tặng con một quả bí to nhất. Nói xong, cụ già biến mất. Người ăn ngạc nhiên và lấy dao bổ quả bí ra xem, thì thấy trong ruột bí ngô toàn vàng là vàng. Biết đã được tiên thưởng cho mình, người anh thu nhặt số vàng rồi trở về nhà. Còn người em từ lúc ra đi cũng đã gặp đồng lúa ruộng bông đang chín rộ, gặp cụ già có ruộng bí ngô đang chết khát, và mọi người nhờ giúp đỡ, nhưng người em đều từ chối. Vì vậy, ai cũng chê người em là đồ lười biếng. Người em chẳng chịu làm việc gì, nên bị đói khát, rách rưới, phải đến xin cụ già một quả bí ngô ăn tạm. Cụ già cho người em quả bí ngô xấu xí nhất. Khi bổ ra, thì trong ruột toàn là đất. Người em xấu hổ, không dám về nhà gặp anh nữa. Chờ mãi không thấy em về, người anh đi tìm và đưa em về nhà, cho em ăn uống. Sau đó người em kể cho anh nghe việc mình không chịu gặt lúa, hái bông, không chăm sóc ruộng bí ngô. Nghe xong người anh bảo, tại em lười biếng, không chịu làm việc nên suýt nữa bị chết đói đấy. Từ đó người em chăm chỉ lao động, hai anh em sống với nhau rất hạnh phúc và sung sướng. Câu chuyện cô kể tới đây là hết rồi. Vừa rồi cô Hà đã kể câu chuyện có tên là gì nhỉ? Trong câu chuyện có những nhân vật nào? Để trả lời cho những câu hỏi sau, cô mời các bé cùng đến với câu hỏi này nhé.
Ở câu hỏi này, bé hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất nhé. Sau đó, tích vào ô màu đỏ phía dưới để kiểm tra kết quả và đi tiếp. Câu chuyện có tên là gì? Đúng rồi, câu chuyện có tên là Hai Anh Em. Ở câu hỏi này, bé hãy lựa chọn nhiều đáp án đúng nhất. Sau đó kiểm tra kết quả bằng cách tích vào nút màu đỏ phía dưới. Trong câu chuyện, hai anh em có những nhân vật nào? Đúng rồi, bé giỏi lắm. Chúng mình cùng lắng nghe cô Hà kể lại câu chuyện một lần nữa nhé. Câu chuyện Hai Anh Em. Ngày xưa có hai anh em mồ côi cha mẹ. Người anh chăm chỉ lao động, còn người em lười nhác suốt ngày rong chơi. Một hôm, người anh nói với em: nếu chúng mình không chịu khó làm việc thì chẳng bao lâu nữa mình sẽ đói khổ. Vì vậy, ngày mai mỗi người phải đi một nơi để kiếm việc làm. Khi nào đời sống khá giả, ta sẽ quay về gặp nhau. Người em vâng lời. Sáng hôm sau, hai anh em lên đường. Đi được một quãng, người anh thấy một cánh đồng lúa đang chín rộ. Người anh liền xuống gặt giúp những người gặt và được mọi người biếu cho một ít lúa. Anh đem lúa đổi lấy gạo làm lương ăn được. Đi một quãng nữa, anh gặp cánh đồng bông trắng xóa. Anh liền hái giúp. Hái xong, anh được tặng một ít bông. Anh đem bông đổi lấy quần áo để mặc. Đi tiếp một quãng nữa, anh gặp một cụ già tóc trắng như cước, da đỏ như quả bồ quân. Cụ già nói: ta có ruộng bí ngô khô héo, ta muốn nhờ con chăm sóc cho nó ra hoa đậu quả. Người anh nhận lời và chăm chỉ xách nước tưới cho ruộng bí ngô. Bí ngô dần dần tươi tốt trở lại, rồi ra hoa đậu quả. Một hôm, anh đang xách nước tưới cho bí ngô thì cụ già tới và nói: con đã vất vả cứu sống và chăm sóc ruộng bí ngô, để trả công con, ta tặng con một quả bí to nhất. Nói xong, cụ già biến mất. Người ăn ngạc nhiên và lấy dao bổ quả bí ra xem thì thấy trong ruộng bí ngô toàn vàng là vàng. Biết đã được tiên thưởng cho mình, người anh thu nhặt số vàng rồi trở về nhà. Còn người em, từ lúc ra đi cũng đã gặp đồng lúa ruộng bông đang chín rộ, gặp cụ già có ruộng bí ngô đang chết khát, và mọi người nhờ giúp đỡ, nhưng người em đều từ chối. Vì vậy, ai cũng chê người em là đồ lười biếng. Người em chẳng chịu làm việc gì nên bị đói khát, rách rưới, phải đến xin cụ già một quả bí ngô ăn tạm. Cụ già cho người em quả bí ngô xấu xí nhất. Khi bổ ra thì trong ruột toàn là đất. Người em xấu hổ, không dám về nhà gặp anh nữa. Chờ mãi không thấy em về, người anh đi tìm và đưa em về nhà, cho em ăn uống. Sau đó, người em kể cho anh nghe việc mình không chịu gặt lúa, hái bông, không chăm sóc ruộng bí ngô. Nghe xong, người anh bảo: tại em lười biếng, không chịu làm việc nên suýt nữa bị chết đói đấy. Từ đó, người em chăm chỉ lao động,
hai anh em sống với nhau rất hạnh phúc và sung sướng. Câu chuyện cô kể tới đây là hết rồi. Để hiểu rõ hơn về nội dung câu chuyện, mời các bé đến với trò chơi thử tài đoán giỏi. Để vượt qua được trò chơi này, các bé sẽ trả lời các câu hỏi sau đây nhé. Chúc các bé thành công. Ở câu hỏi này, bé hãy lựa chọn nhiều đáp án đúng nhất, sau đó kiểm tra kết quả bằng cách kích vào nút màu đỏ phía dưới. Trong câu chuyện, hai anh em có những nhân vật nào? Đúng rồi, bé giỏi lắm. Ở câu hỏi này, bé chỉ có một lượt trả lời thôi, bằng cách tích vào chấm tròn dưới mặt cười nếu đáp án là đúng, tích vào chấm tròn dưới mặt mếu nếu đáp án là sai. Đầu tiên, người anh và người em đều là những người chăm chỉ chịu khó, đúng hay sai? Đúng rồi, ban đầu người anh là người chăm chỉ chịu khó, còn người em thì lười biếng ham chơi. Ở câu hỏi này, bé hãy tích vào ô trống và điền số sao cho đúng nhé. Sau đó kiểm tra kết quả bằng cách kích vào ô màu đỏ phía dưới. Gia đình của người anh và người em trong câu chuyện có bao nhiêu thành viên? Đúng rồi, gia đình người anh và người em có 2 thành viên đấy. Ở câu hỏi này, bé hãy kéo các đáp án vào khoảng trống sao cho đúng nhé. Gia đình người anh và người em trong câu chuyện là gia đình đông con hay gia đình ít con? Đúng rồi, gia đình có 2 con trở lên, được gọi là gia đình đông con đấy. Sau khi ra khỏi làng, người anh đã giúp đỡ những ai? Đúng rồi, bé giỏi lắm. Bé hãy xếp đáp án theo trình tự. Khi người anh ra khỏi làng, đã làm những công việc gì? Đúng rồi, bé giỏi lắm. Bé hãy tích lựa chọn một đáp án cho đúng nhất nhé. Cụ già đã nhờ người anh chăm sóc ruộng gì? Ruộng dưa vàng, ruộng bí xanh, ruộng bí ngô hay ruộng khoai lang? Đúng rồi, cụ già đã nhờ người anh chăm sóc ruộng bí ngô sắp chết khát. Sau khi được người anh giúp đỡ, mọi người đã trả ơn anh như thế nào? Đúng rồi, bé giỏi lắm. Bé hãy nối hình ảnh sao cho đúng tính cách và kết quả của các nhân vật. Đúng rồi, bé giỏi lắm. Ai đã cứu người em thoát khỏi cái đói? Đúng rồi, người anh đã cứu người em thoát khỏi chết đói ngoài đường. Nhờ có tình cảm yêu thương của người anh, người em đã thay đổi như thế nào? Nhờ có tình cảm yêu thương của người anh, người em đã chăm chỉ làm việc và có cuộc sống hạnh phúc và sung sướng. Các con cùng xem lại sơ đồ tư duy câu chuyện. Hai anh em, người anh chăm chỉ chịu khó khi gặp ruộng lúa chín rộ. Người anh đã xuống gặt giúp và được người nông dân tặng lúa. Người anh mang lúa đổi lấy gạo khi gặp ruộng bông nở rộ. Người anh xuống hái giúp và được tặng bông. Người anh đem đổi lấy quần áo mặc. Khi gặp cụ già, anh đã gánh nước tưới ruộng bí ngô sắp chết khát. Người anh đã được tặng quả bí ngô to nhất ruộng. Người anh đem bổ quả bí ngô ra toán vàng là vàng. Còn người em thì lười biếng ham chơi. Người em không giúp đỡ mọi người, nên người em bị đói khát
rách rưới. Người em đến xin cụ già. Cụ già cho quả bí ngô xấu xí nhất ruộng để ăn tạm. Khi bổ quả bí ra thì toàn là đất. Đợi mãi không thấy em về, người anh đã đi tìm và cho em ăn, uống. Người anh khuyên em nên chăm chỉ làm việc, và người em đã chăm chỉ làm việc. Cuối cùng, hai anh em sống sung sướng, hạnh phúc. Qua câu chuyện hai anh em, chúng ta rút ra được một bài học rằng trong cuộc sống chúng ta luôn luôn phải lao động một cách chăm chỉ thì mới tạo ra nhiều của cải vật chất, nuôi sống chính bản thân, gia đình và giúp ích được cho xã hội nữa đấy. Bài học của các con đến đây là hết rồi.